ngoài thông tin kỹ thuật của chiếc Audi Đà Nông B3 390 AE, với dòng này thì nó được trang bị mặt đẩy đơn HC dòng điện cao để đạt được độ tinh khiết và sức mạnh. Sử dụng mạch cấp nguồn cho tốc độ cao và dòng điện lớn. Một máy biến áp lớn có nguồn điện riêng biệt cho phần điều khiển và phần tương tự. Thiết kế âm thanh chất lượng cao và phát lại phạm vi rộng. Chức năng đi trực tiếp thông qua mạch bass chép và low net để cho chúng ta có chất âm sạch sẽ và chi tiết. Chức năng để làm reout. Với thiết kế điều khiển từ xa, công suất ở loa 8 ohm là 50 W một kênh và ở loa 4 ohm là 100 W. Đánh loa A, B, A cộng B trở kháng từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Với thiết kế công suất là 150 W. Kích thước chiều ngang 434 mm, chiều cao 121 mm và chiều sâu 337 mm, trọng lượng 7,1 kg. Đây là nội thất bên trong công ty Đà Nông BMA390AE. Lục gang rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Với cái dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sòi xăng Ken to. Tủ lọc nguồn for audio Elena. Máy rất là đẹp nha anh em.